Năm 2023, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức 357 kỳ họp, trong đó có 130 kỳ họp thường lệ, 154 kỳ họp chuyên đề và 73 kỳ họp đột xuất. Ban hành 6.377 nghị quyết, tăng 504 nghị quyết so với năm 2022. Chất lượng các nghị quyết được nâng lên, công tác tổ chức thực hiện nghị quyết được quan tâm thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu, kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng cấp bách của địa phương, đáp ứng cao nhất nguyện vọng và lợi ích chính đáng hợp pháp của cử tri và nhân dân. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu cơ bản bảo đảm thực chất, khách quan theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh cũng được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tiếp tục được thực hiện tốt. Phát biểu mở đầu phần tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai cụ thể hóa, đổi mới rõ nét về tổ chức hoạt động, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo tính chiến lược, xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, liên thông, tổng thể, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mới. Trong năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 68 nghị quyết về các chủ trương, biện pháp, cơ chế chính sách quan trọng cần thiết trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong đó, đặc biệt là các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo, và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó là các cơ chế chính sách thúc đẩy thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ chế chính sách trong thúc đẩy bền vững địa phương với các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, ở một địa bàn có tốc độ phát triển cao như tỉnh Quảng Ninh, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn đối với việc tăng cường quản lý phát triển xã hội toàn diện nghiêm minh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn, văn minh. Trong đó đã thông qua 18 chính sách áp dụng cho 7 nhóm đối tượng, thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Với việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách này, đến nay Quảng Ninh có 3 địa phương cấp huyện và khoảng 50% xã phường, thị trấn không có ma túy, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong phòng chống tội phạm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cho biết, thực hiện chức năng giám sát, trong năm 2023, Hội đồng Nhân dân, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 7 cuộc giám sát chuyên đề, 32 cuộc giám sát khảo sát thường xuyên đột xuất, đồng thời đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả các phiên giải trình, góp phần thúc đẩy giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh năm 2023, nhất là trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thử thách chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong năm 2023, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ trước tới nay. Chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân đã được thể hiện rõ nét trong kết quả phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, qua đó trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Ở những nơi mà Hội đồng Nhân dân phát hoạt động mà tích cực và có hiệu quả, thì ở những địa phương đó đều là có cái sự phát triển, đều hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội rất tốt. Theo cái báo cáo của Quảng Ninh và qua theo dõi, công chí thấy Hội đồng Nhân dân Quảng Ninh hoạt động rất tốt. Vì thế cho nên là đây là một nguyên nhân đóng góp là Quảng Ninh là 9 năm liền là có cái tốc độ tăng trưởng là 2 con số. Và quy mô nền kinh tế của Quảng Ninh ấy, thì sau có 3 năm là tăng lên 1,5 lần. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong quá trình hoạt động. Đây là vấn đề mấu chốt để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử thông qua việc rà soát hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật ở địa phương, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư, các vấn đề liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
chủ động ra soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế chính sách quy định không còn phù hợp với thực tiễn, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch để nâng cao chất lượng của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, đổi mới công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chú trọng hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại kiến nghị của cử tri, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử tại địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cũng như mục tiêu của cả nhiệm kỳ.